Xin chào tất cả anh chị em cô chú bác. Mình đang có mặt tại một căn nhà tại thành phố Santa Ana. Căn nhà này thì hiện tại giờ là có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.687 square feet. Đất rộng 6.556 square feet mọi người nhé. Giờ mình sẽ quay ở ngoài và quay ở trong và quay ở phía sau để gửi đến cho tất cả mọi người và đánh giá về căn nhà này nhé. Cái nhà này là cái gara nằm trước mặt mọi người, nhưng đều phía một bên này mọi người nhìn thấy này. Đó, cũng hàng rào, cũng ráo trên rồi, người ta cũng làm cổng luôn rồi. Ở đây thuộc về Santa Ana mọi người nhé. Santa Ana nhưng đều nằm sát bên Fountain Valley, sát bên Fountain Valley luôn mọi người nhé. Ở đây trước này thì người ta cũng xây gọn gàng sạch sẽ trên rồi. Còn đây là cái hôm nay là mình đi tới cái căn nhà này không phải là Việt Nam cắm bản nha mọi người. Mình nghĩ chắc mấy người này là người Mỹ hay sao á. Cái nhà này thì chỗ đậu xe cũng rộng mọi người. Đậu xe chính ra cũng phải 6 chiếc rồi mọi người nha. Đây phía xung quanh căn nhà. Còn Santa Ana thì cái khu này mình thấy neighbor thì cũng ok thôi mọi người nha. Nhưng được một cái là nó rất là tiện. Nó cũng gần Mount Square Park và nó cũng gần Fountain Valley. Xung quanh nhà thì mình về mình thấy là nhà không phải nhà Việt Nam, nhà mình nghĩ nhà này của mẹ ở, cho nên không có những cái cây ăn trái. Thôi giờ mình sẽ đi vào trong để review gửi đến cho tất cả mọi người. Cái sân trước thì mình thấy thoải mái là mọi người nhé, sân trước quá rộng rãi luôn. Cửa sổ thì mình nhìn thấy sơ sơ ở ngoài là mình thấy cửa sổ nó không được mới. Thôi giờ đi vào trong cùng mình nhé. Đây là cái phòng vừa bếp và vừa phòng khách. That's big. Yeah. Phòng sinh hoạt cũng hay lắm mọi người nhỉ. Mình thấy làm rất là rộng rãi. Nhà mà 1.600 square feet mà nhà không có lầu mọi người, cho nên nhìn nó rộng rãi lắm. Chúng ta là cái phòng này á, cái phòng này đi ra sau được này, chút thôi mình sẽ quay ở sau. Cái khu vực này đi vô mấy cái phòng ngủ. Nhà này thì mình biết cái nhà không có được mới đâu, nhưng điều cái này thì mình về mình chỉ cần chạy chốt lại thôi là ok rồi. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên. Cái phòng này là gọi là cái phòng master mọi người nhé. Đây, cái nhà này mình nghĩ là cái người chủ người ta lấy nhà lại, xong rồi người ta chỉ cần dọn dẹp rồi sạch sẽ, cho người ta chưa làm gì thêm nha. Khi mình nhìn coi là mình biết liền. Còn đây là mình như ngày nào. Đây là cái closet này cũng rộng này. Đây cái master. Giờ mình sẽ đi vào cái phòng bath. Phòng bath cũng rộng rãi mình nè. Phòng bath này cũng rộng rãi. Thực sự nói mấy cái này về làm cũng nhanh lắm mọi người. Làm cũng không có bỏ nhiều tiền đâu. Đây, giờ mình sẽ đi qua thêm một cái phòng khác này. Phòng này phòng ngủ thứ hai. Mấy cái này thì cũ ở trên rồi. Ở cái nhà này có máy lạnh mọi người nha. Cũ hết trơn rồi, nhưng điều với cái này cũng dễ thôi chứ không có gì khó. Một phòng ngủ thứ hai, phòng nói tóm lại là hai cái phòng, cái phòng master với phòng này thấy bằng nhau. Hai cái phòng này là cái cửa sổ nhìn ra trước mọi người nhé. Đó, nhìn ra trước này. Mấy cái cửa này là mấy cái cửa cái loại mà rẻ tiền đó mọi người. Rồi bây giờ mình đi tới cái phòng thứ ba. Phòng thứ ba là cái cửa sổ nhìn ra ngoài ngay cái driveway parking đó. Giờ mình tiếp tục đi qua cái phòng khác đi. Ở nhà có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Còn đây là cái full bath, nhìn cũ thì trong bướng thì ok, chứ còn nếu mà
ở thì phải remodel lại hết mọi người. Right, it's an open kitchen. They take this picture in the room. Yeah, I see it's open kitchen. And this one too. Yeah. For the party. Yeah, it looks good. Sau khi mình quay trong vào trong căn nhà, giờ mình đi ra quay cái gara này rộng ghê mọi người nha. Wow, cái gara này hình như là đúng ra là nó chỉ có tới đây thôi mọi người này. Đó, đúng tới đây này. Mà mình biết sao cái gara cũng rộng ghê, nhưng điều nhà này cũng làm lại nhiều mọi người. Đó. Trong gara, cái gara này là còn đỡ mọi người nha. Nhiều cái gara phải nói là vô là không, coi như là không có drive vô luôn đó. Còn cái gara này thì làm lại cũng dễ thôi chứ không có khó khó gì đâu. Ồ. À, vậy là cái gara này nó trơn thành. Ôi trời, cái căn nhà này mình không hiểu đâu mọi người nha. Lại tại sao cái chỗ này nó có thêm một cái full bath nữa, cho nên nó gọi cái nhà này 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm đây. À, là cái thay vì cái cửa này á, cái cửa gara này là ra đi ra sau. Bây giờ nó build đây thành một cái toilet, nó gọi là cái full bath, rồi phòng tắm, rồi ăn răng, rồi đầy đủ hết mọi người. Ở đây có cái cửa đi ra sau nữa. Vậy thì sau này có một căn nhà nữa mọi người. Ôi trời, căn nhà này, cái nhà này nhìn hơi lạ nha. À, giờ mình sẽ quay cho mọi người xem phía sau. Cái này nhìn vô giống như quê hương Việt Nam mình ở vùng quê ấy, mọi người. lâu lâu đi coi nhà cũng có thế, người ta để có cái lối đi riêng này, lâu lâu đi coi nhà cũng quay được mấy căn nhà, nhìn cái cảnh giống Việt Nam mọi người nha, thấy không? Tại sao ở sau này là để mấy cái tủ này để làm gì, thấy không? Chẳng hiểu luôn, cũng khó hiểu thật đấy chứ. Cho nên mình nói nhìn căn nhà này tưởng tượng giống như đang ở bên Việt Nam mở về vùng quê á. À, ở đây còn cái tượng Đức Mẹ ở Chúa Giêsu mọi người này. Cái tượng này mình quý lắm nha mọi người nha, rất là xưa lâu năm đó, người ta đi rồi người ta không có mang đi theo. Mình sau này có căn nhà thì mình thấy hơi lạ nha, nên mình cứ mở cửa vô căn nhà này là trong này có một cái nó gọi là cái nó gọi là cái chu nhờ cái studio mọi người, nhưng để cái phòng ngủ thôi chứ chắc có lẽ là mọi người biết đâu người ta cho thuê cái này, à, thế Cali đó, cỡ nào cũng ở được hết trơn đấy. Này người ta xây cái này để cho khỏi nước mưa vô mọi người, à, mà cũng còn hơn là ở gara mọi người nha. À. Cái này là người ta build thêm á, cho nên căn nhà này hơi có nhiều cái hơi đặc biệt, đó. Độc lạ đó. À. Đây là cái sân sau. Xung quanh thì cũng tường bằng gạch hết trơn rồi. À, đây có cái bên hông cũng có cái lối đi riêng. Đó, xung quanh vào nhà một bên cây cam quá trời luôn. Cây này cây chanh. Đó. Đây là phía sau của cái chu nhờ studio mọi người. Nhà này quái thật, độc lạ thật đấy chứ. Đó, nhà ở đây xong rồi đi toilet ở đó. Toilet cái nó dựng cho dựng xem phía sau gara mọi người. Đó. Nhà này hồi xưa có nuôi chó mọi người, cho nên có cái chỗ này để chó đi vô đi ra này. À, thấy người ta build cái thêm một cái này không? À, độc lạ. Tắm đây. Đấy, cuộc sống coi như rất là mộc mạc đơn giản. Có chỗ ngủ, chỗ ở, chỗ nằm, chỗ tắm là được rồi. Rồi. Rồi.
Xong mình quay xong căn nhà này phía trong rồi đó. Yeah. Rồi, hôm nay mình làm một cái view này hơi sớm mọi người nha. Là vì thường thường á là open house mọi người là đa số là sớm nhất là ngày thứ năm, ngày thứ hoặc là ngày thứ sáu là cũng sớm rồi. Hoặc nhưng điều chắc chắn là ngày thứ bảy chủ nhật là có open house rất là nhiều. Nhưng hôm nay thì mình vô tình thì mình gặp một cái căn nhà này thuộc về thành phố Santa Ana. Cái căn nhà này á hiện tại giờ là cái giá bán là 949.000. Cái diện tích ở là 1.687 square feet. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Cái đất là 6.596 square feet. Cái nhà này thì theo mình nhận xét thôi. Là có thể là cái căn nhà này á, là cái người chủ người ta cho thuê. Chủ thì mình nghĩ cũng không phải là chủ Việt Nam. Là vì nếu mà chủ Việt Nam á, thì sẽ kêu người Việt Nam mà đứng ra để đại diện để mà bán căn nhà này. Còn đây là hai người này là người Mỹ. Thì mình nghĩ căn nhà này cái người chủ là Mỹ. Đó là cái theo mình nghĩ vậy, mà đa số là vậy mọi người. Thì căn nhà này thì chắc có lẽ là giống như là đổi người tenant ra để người ta lấy lại nhà người ta bán đó mọi người. Thì căn nhà này nó cũng sửa sang lại một ít rồi. Tất cả đồ trong nhà thì không có cái gì mới hết. Nếu mà mình mua mà mình cho thuê lại thì có thể là ok. Còn nếu mà mình mua mình ở thì mình phải đa số là thay lại hết. Thậm chí cabinet, thậm chí là mấy cái toilet, rồi thậm chí là remodel lại mấy cái phòng ngủ, mấy phòng ngủ rồi sơn lại, rồi bathroom đồ phải làm lại hết mọi người nha. Đó. Thì mình thấy người Việt Nam cũng đi vô coi căn nhà này cũng phải 90 người. Đa số những cái khu vực này thì đa số người Việt Nam mua mọi người. Thì cái phía sau thì nó làm thêm một cái chu nhờ ADU. Thì phía, giống như hồi nãy mình quay đó là phía sau gara là nó có làm một cái full bath. Cho nên nó không để cái nó không để trên này, nó để là 3 phòng ngủ 2 phòng tắm thôi. Chứ còn đúng ra căn nhà này người ta tính ra là coi như là 4 phòng ngủ 3 phòng tắm. Đó, tại vì mình tính cái, nếu mà tính cái phòng ở mà sau gara nữa, nhưng mà cái này thì người ta không tính được vì người ta không thể nào bỏ vô trong này là vì nó có thể không có giấy phép, nên đại khái là vậy. Thì người đó cũng nói với mình luôn là ở sau đó thì người ta làm ẩu lên thôi. Nhưng nếu mình mua thì mình cho thuê thì ok hết mọi người, chứ không có gì hết. Đó, thì thời buổi này thì nếu mà mua căn nhà này thì căn nhà này 949.000, nếu mà căn nhà này cho thuê hết á thì trước sau luôn á thì cỡ cùng lắm là 4.200 mọi người. Và 4.200 rồi á, 4.200 nó vẫn lỗ. 4.200 vẫn lỗ. Đó. Lỗ mà lỗ nhiều luôn á. Là giống như mình nói là cái căn nhà là 949.000, bỏ ra 300.000. Còn thiếu bao nhiêu? 649.000 là cho 650 đi. Mà 650 là coi như cái nhà này vô là coi như thuế 10.000. Thuế 10.000 rồi tiền mortgage là một tháng thêm cũng phải là coi như 3.000 mấy nữa. Đó. Là tính ra là 3.000 mấy. Mortgage 3.000 đến 4.000 đó, rồi thuế nữa. Tính ra lỗ mọi người nha. Đó thôi, gạt qua cái kia. Hiện tại giờ thì mình không nói về vấn đề mà mua nhà cho mướn. Mua nhà cho mướn chắc chắn lỗ. Ví dụ mua nhà cho mướn thì mình trả off hết luôn đi. Thì hỏi mai thì mới có đồng tiền của cái người ở trả cho mình thì hỏi mai mình dư cái đó. Rồi giờ mình nói phân tích về căn nhà này. Căn nhà này thì nếu mà 949.000 thì có thể trả xuống mọi người. Tại vì cái thành phố này, thành phố thuộc về Santa Ana, mà nhưng được cái khu này thì mình nhìn thấy nó cũng ok thôi. Chứ nó không phải là nó không phải là nó bề bộn lắm, mà nó cũng không phải là nó xấu xí lắm. Mà nó tóm lại nó cứ nằm giữa 50-50 vậy. Đó, cho nên thấy cái giá trị của nó cũng không nên trả cái căn nhà này 949.000. Theo mình nghĩ căn nhà này á, nếu mà mua thì trả 820.000 cho tới 849.000 thôi, đó là dừng. Đó, tại vì mình phải biết rằng mình phải bỏ thêm 100.000 nữa để sửa. Đó, đồng ý là căn nhà này nó nằm sát Fountain Valley, nằm gần Melbourne Square và cũng không có xa. Nhưng điều cái vấn đề là cái căn nhà ở trong mình phải sửa lại nhiều. Đó, mà cái trần nó cũng hơi thấp mọi người. Cho nên vô cái căn nhà này nhìn nó không phải ra vẻ căn nhà mà ở, ra vẻ căn nhà cho thuê hơn.
Nhưng điều nếu mà vào tay những người mà biết sửa thì người ta có thể làm lại căn nhà này rất đẹp, vì cái khung nhà mình thấy cũng ok mọi người, ok khung nhà cũng dễ sửa đó. Rồi thì phía sau thì người ta đổ xi măng hết trơn rồi, cũng gọn gàng, cũng vuông vắn, có lối đi riêng. Thì gặp mình cũng gặp hai cái người bán nhà này cũng rất là vui, hai người này cũng nói chuyện với mình. Thì mình cũng ít khi mà đi coi nhà mà gặp mấy người mẹ mà cắm bảng bán nhà lắm, là vì mọi người biết rồi, là vì trong cái khu vực này toàn là người Việt Nam mình sống đa số. Nhưng được những mình biết được cái khu này này, cái khu này là mình nghĩ chắc có lẽ là 50-50 á, mình nghĩ 50 mẹ 50 Việt Nam mà mọi người. Chứ còn mình nghĩ Mỹ thì người ta không còn ở đây đâu, cũng nếu mà còn thì lác đác, cũng như người già rồi, người ta có thể không biết mua đi đâu thì người ta ở lại đây thôi đó. Thì hiện tại giờ giống như mình nói đó, đầu tư thì phải trả hết thì mình mới kiếm được tiền. Còn nếu mà mua ở thì mình đâu có sợ nhà lên nhà xuống mọi người nhé. Cho nên có nhiều người người ta cứ đắn đo suy nghĩ là nhà sẽ xuống rồi nhà lên hoặc như thế này đó. Nhưng được cái vấn đề cái quan trọng là mình mua ở. Khi mua ở thì lên, mình không bao giờ bàn tới vấn đề lên xuống. Nói thật, nếu mình mua, nếu mà mọi người mua căn nhà để vào ở á, chứ còn hơn là mình đi ra mướn apartment hoặc là mình đi thuê nhà. Vì hiện tại giờ mình thuê, nếu mà mình đủ khả năng mà mình mua nhà thì nên mua nhà. Kể cả mà mua nhà thì mọi người phải hiểu này, giống như cái căn nhà này này, tại sao mình chia sẻ là ok không nên trả bằng cái giá 949.000 hoặc là không nên trả thêm. Nhưng được có nhiều căn nhà mình nói phải trả thêm, cho nên có nhiều người đi mua nhà, thay vì ở đây mình gặp cũng một số người đã chia sẻ với mình rồi, nói tôi đi mua hoãn được, tại vì mình đi coi nhà rất nhiều, cho nên mình gặp rất nhiều anh chị em cô chú bác Việt Nam gặp mình hỏi anh ơi sao mà coi như tôi đi mua nhà hoãn không được. Thì bắt đầu mình mới hỏi vì sao, là cái câu chuyện là vì sao người ta mua nhà không được. Thì người ta kể với mình thì mình mới nói là anh chị à, nếu mà anh chị mua nhà ở thì anh chị có thể là đừng bao giờ nghĩ là cái giá của mình trả vậy. Những cái căn nhà mà nó được cái á, nhìn ok á, mà anh chị thích á, thì người khác nó cũng thích. Và đồng thời ví dụ như là trường hợp mà ví dụ 10 người vô là hết 9 người thích rồi, thì cái căn nhà đó mà người ta để ví dụ như 1.2 triệu thì anh chị không thể nào trả 1.2 triệu được, anh chị phải trả 1.3 triệu hoặc là 1.3 triệu 20 thì anh chị mới mua được. Với theo cái sở thích của mình, vì mình mua vô mình đâu có sửa cái gì đâu đó, cho nên á, là người ta cứ trả theo cái kiểu là ok, người ta bỏ 1.2 triệu mình trả 1.2 triệu, rút cuộc lại là cứ về chờ hoài không ai gọi mình hết. Cho nên hỏi tại sao là không mua được nhà, rồi cứ năm này qua năm nọ. Cho nên mình nói, mình khuyên những người mà mua nhà để ở, mà đủ khả năng mua nhà để ở thì nên mua, kể cả giá cao cũng vẫn mua mọi người nhé. Đó là mình mua để ở, mình nhấn mạnh một cái là mua để ở chứ không phải mua để đầu tư. Đầu tư giờ thì không nên mua để đầu tư, mà đầu tư mua giờ mà mua để đầu tư là mình phải trả off hết luôn đó. Cho nên mình mới nói là ở đây là như vậy đó mọi người. Hiện tại giờ nhà nó vẫn hot và tiền lời nó vẫn cao, nhưng điều người ta đổ đi mua nhà cũng rất là nhiều luôn. Cái căn nhà này á, bữa nay là thứ tư thôi nha, chứ căn nhà này mà thứ sáu thứ bảy á là người ta vô đầy trong này đó, thật luôn đó mọi người. Là vì cái giá mà người ta để lên là ví dụ như nói cái diện tích ở 1.687 sẽ quét cho 1.700 đi, mà lại có 949.000 đó, thì tất nhiên là người ta thấy cái giá rẻ quá. Nhưng điều khi mình vô thì mình mới biết được là mình phải bỏ thêm cả 100-200 ngàn nữa để mình sửa cho nó hoàn hảo cái căn nhà này. Chính vì vậy căn nhà này là không phải là dễ bán đó, nhưng điều cũng có người mua hết á đó. Nhiều người ta rất cần nhà, xong giờ chỉ căn nhà này người ta mua về người ta sửa lại. Ở có nhiều căn nhà mà mình vô, mình có quay cho tất cả anh chị em cô chú bác coi rồi, có nhiều căn nhà mà mình vô á, nói thật cái gara là chỉ có cái sườn thôi, còn trong nhà là mình nói không giữ được cái gì hết trơn á, là ngay cái chỗ gần đường Bosa với là gần đường Euclid đó mọi người. Cái đó thuộc về Santa Ana nghe. Mà cái căn nhà nó nhỏ hơn căn nhà này mọi người. Mà tính ra coi như bỏ 945 mà người ta mua tới 1 triệu một coi như 1 triệu mấy, 1 triệu 70 mấy ngàn á. Nó over cả 100 ngàn mọi người nha. Nhưng điều cái chỗ đó được một cái là vì sao, nó nằm ngay trung tâm sát Bosa, cho nên mình nói là đôi chút nhiều người ta có thể bỏ thêm 100 ngàn để người ta mua về vấn đề mà tiện nghi đó mọi người. Đó thì hôm nay mình chia sẻ căn nhà này đến đây thôi. Thì cuối tuần vài ngày nữa mà nếu mà có những căn nhà tiếp tục bỏ lên nữa thì mình sẽ review và chia sẻ đến tất cả anh chị em cô chú bác. Thôi mình cảm ơn anh chị em cô chú bác đã tiếp tục ủng hộ cái kênh Hoàng Family của mình.
và theo dõi rất là nhiều video mà mình ra hàng ngày và hàng tuần, nói về nhà, nói về ăn uống, rồi chia sẻ những cái câu chuyện mà phải nói lâm ly bi đát. Thì mình thấy anh chị em, cô chú bác càng ngày cũng để ý và theo dõi, và cái kênh của mình càng ngày cũng mình thấy nó cũng phát triển lên, và để làm cho mình có một cái động lực để tiếp tục làm không ngừng, làm không mệt, để chia sẻ đến tất cả anh chị em, cô chú bác. Nếu mà anh chị em, cô chú bác có những cái gì hay, có những câu chuyện thì cứ nhắn cho mình, để cho mình chia sẻ lên cho tất cả cộng đồng mạng, để cho cộng đồng mạng có một cái sự giúp đỡ và lời khuyên. Đôi lúc nhiều người ta cũng ngại, người ta không muốn bỏ lên những cái câu chuyện mình bỏ lên, thì thực sự mà nói là đâu có tên tuổi gì mình trong đó đâu mọi người. Đây là một cái câu chuyện thôi, thì mình sẽ chia sẻ và mình dự kiến và mình để có những cái sự góp ý của cô chú của anh chị em, cái đó cũng rất là hay và hữu ích mọi người nhé. Thôi mình video dài rồi, mình làm cái này cũng phải là gần chắc 20 phút hơn đó. Thôi cảm ơn anh chị em, cô chú bác. Chúc tất cả anh chị em, cô chú bác một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye, chào, hẹn gặp lại video tiếp theo nhé.